Cuối năm 2021, bà Thanh được một người quen rủ đi vay tiền mua hàng trả góp mà không cần trả lãi. Sau khi cung cấp giấy chứng minh, vay mua điện thoại, bà nhận được 7 triệu đồng và được người này cam kết là không phải trả trước hay góp một đồng nào. Từ cuối năm 2021 đến nay, rất nhiều người dân ở Hậu Giang tham gia mua hàng trả góp để được nhận tiền. Nhưng chỉ vài tháng sau, họ bất ngờ bị các công ty cho vay tài chính đòi nợ. Đầu em ra đóng lãi, em nói em không có tiền đó, nói sao ban đầu, nói vay cái này không cần trả mà giờ phải trả. Rồi lúc đầu em mới suy nghĩ là nói mình bị lừa rồi. Từ lời khai của các nạn nhân, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, tạm giam Đặng Văn Sang, Quỳnh Sai, Nguyễn Thanh Cù và tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phố. Các đối tượng thừa nhận đã lừa người dân đứng tên hồ sơ vay tiền mua TV, điện thoại trả góp. Toàn bộ từ khâu làm hồ sơ, thủ tục rồi phải mua loại hàng gì, thì giá cả như thế nào thì do các đối tượng đạo diễn hết. Còn người mua thì không được biết, cũng như là không được nhận hàng. Hiện các công ty tài chính cũng đã đến cơ quan công an tỉnh Hậu Giang cung cấp danh sách nhiều trường hợp vay mua hàng trả góp có dấu hiệu gian dối, cũng như không trả tiền vay theo hợp đồng ký kết.